Bên kia là có kiếm vợ con về ấp nướng cho mưa nó vậy đó. Đó, ít đồng nha mọi người. Ít ngon không? Ít thì bự mà. Có chẻo đó, ít đồng nha hả? Bên kia đi có chẻo được không? Chứ không phải là cái chợ mua về thả rồi bắt đâu nha. Sao nghe cái từ đó giống giống. Chúng ta thả mình bắt đó. Đây. Tôi muốn xin đó với trời. Bà con. Này, ít đồng mà. Này xuống rồi không có. Lại khúc này ta coi lại có. Mất một cây á trời, đâu phải đâm đâu. Mới chụp tay cái gì nãy quay được, ấy tôi cầm rồi không thấy à, sao không quay. Đâu thấy đâu quay. Lấy cây kiều kiều luôn má, vừa bỏ bồi á. Anh này thì phải nói luôn chứ, ban đêm cắm câu rồi dính dữ lắm luôn. Hồ nước ngọt chiến đông nha mọi người. Đây đây là phái đoàn của chúng tôi. Đi đâu hả? Đi xuống tắm cái gì vậy? Đây coi cái chú mé này có không? Quá mé nó có dữ lắm luôn. Quá trời cò luôn ha. Coi là bảy dính nè. Bảy dính nè. Tràn qua đó đó. Đó chứ nổi. Nổi nghe trống cái càng là nói bò bao rồi đó. Nổi. À, nó có trên đó có cái đồ xây đó dặn ra là tự nhiên nó dặn tay. Lên coi thử coi. Đập Dương Đông nha mọi người. Đây để coi cái xã cách xã đập của họ như thế nào nha. Đây. Điện không ơi. Đây là hệ thống điện. Con cốc rồi. Xã đập. Tự động gì á. Nha. Đâu mình nhắn thử cái coi. Đi cái đó làm gì trời. Tới nữa rồi.
ngoại cảnh luôn. Chụp ké không? Cái cắm 50 ngàn cho mướn ếch. Gì? Này nè. Ông dẫn nước lên. Đây. Cái bè đó mà đợi là ngồi lên đó. Trời ơi. Được rồi. Kêu cặp đó lên cái bè đó đó. Ra giữa. Giữa chụp máy cánh nó mới đẹp. Má tiền bự dữ à. Rồi cười lên luôn. Vớn nè, vớn mini.